À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ nói tới cái vấn đề bản quyền hình ảnh, đặc biệt là về vấn đề mà các bạn up hình ảnh lên mạng. Như các bạn đã biết thì cái vấn đề mà chúng ta up cái hình ảnh của chúng ta lên mạng và bị người khác sử dụng cho mục đích thương mại là chúng ta sử dụng rất là nhiều. Chúng ta gặp cái vấn đề nó rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được cái hình ảnh của chúng ta? Thì đây, thứ nhất mình lưu ý là khi các bạn up ảnh lên Facebook, lên Flickr hay là lên bất kỳ một cái trang mạng nào có chức năng chia sẻ hình ảnh thì chúng ta nên resize lại tấm ảnh của chúng ta, không nên để full size mà nên resize nó lại. Ví dụ như ở khoảng mức 1024 x 768 với 72 dpi chẳng hạn thế. Để khi người ta có tải xuống, người ta cũng chỉ có thể thao tác thôi chứ không thể nào in hình hay là đem bán cho người khác được, bởi vì kích thước nó quá nhỏ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề thông tin lưu trong tấm ảnh. Thì làm thế nào để thêm thông tin lưu cho tấm ảnh mà khi chúng ta xem, chúng ta có thể phân biệt để biết được ai là chụp tấm ảnh và thông tin đó? Thì đầu tiên các bạn mở tấm ảnh lên bằng Photoshop. Ở đây mình sẽ sử dụng Photoshop CC. Cái chức năng này có sẵn từ chắc chắn là có tất cả các bạn Photoshop nên các bạn không cần phải lo ha. Đầu tiên các bạn vào File, đã mở cái bức ảnh bạn lên rồi ha. Các bạn vào File, chọn File Info, thì đây nó sẽ hiện lên một cái bảng. Trong này có rất như là nhiều thông tin và chúng ta sẽ điền thông tin của các bạn vào đây. Đây mình sẽ bỏ những cái thông tin mình đã viết rồi đi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ IPTC, các bạn điền tên của các bạn vào đây, là tên của người chụp ha, creator. Ví dụ như mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Còn rất là nhiều thông tin nữa các bạn có thể điền thêm, ví dụ như là số điện thoại, email, website. Phần dưới này thì nó mặc định sẵn là 5 giờ chiều, 5 giờ 30 chiều ngày hôm qua 27 ha. Cái này mình mới chụp ngày hôm qua. Đây nó sẽ tự động nó lấy thông tin bên này để thêm ở bên này. Phần dưới các bạn chuyển sang copyright và đây là ghi thông tin của các bạn vào. Ở dưới phần link các bạn có thể điền thêm. Như mình đã nói, đây có rất là nhiều thông tin, ví dụ như ở bên tab camera data thì bên này nó sẽ có thông tin về máy ảnh của các bạn với image size resolution. Khi chúng ta up lên thì hãy resize nó lại và để 72 thôi ha. Đây những thông tin mà chúng ta khi chụp. Ngoài ra còn rất là nhiều thông tin khác. Đây story và decom. Decom thì cái này sử dụng cho cái thông tin mà quản lý về bệnh bệnh án, chẳng hạn như là hình chụp X quang của các bạn chẳng hạn. Đó. Thì cái này sử dụng cho bệnh viện, mình không nói tới. Sau khi xong các bạn click OK và các bạn lưu lại. Khoan, ví dụ như ảnh này mình sử dụng up lên Facebook chẳng hạn, mình sẽ resize nó lại ha. Control Alt Y và 1024, click OK. Đây 72, OK và mình sẽ lưu nó lại ra desktop và nó sẽ cái bức ảnh này mình sẽ up lên Facebook hoặc là Flickr đâu đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái thông tin mà các bạn đã điền author copyright. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi chúng ta up lên Facebook và khi tải xuống thì cái thông tin này có còn hay không? Thì để biết chắc chắn thì chúng ta sẽ thử ha. Rồi mình sẽ up cái hình đó lên.
Đạt. Và bây giờ mình sẽ thử tải cái ảnh này xuống. Ok. Tạm thời mình xóa cái này đi. Rồi, đây là cái bức ảnh mà mình vừa tải xuống. Thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra bên phần detail. Thì đây, nó vẫn còn copyright Hoàng Phúc Photograph. À, cái phần dưới này nó đã mất hết rồi. Rồi, click OK. À, thì đó, đó là một phần về cái việc chúng ta điền thêm thông tin người tạo vào trong Photoshop. Một việc tiếp theo nữa, nếu như cái ảnh này các bạn đem đi bán sử dụng mục đích thương mại thì cái việc thì để chắc chắn nhất thì chúng ta sẽ đem cái bức ảnh này ra cục sở hữu trí tuệ và đăng ký bản quyền cái bức ảnh của chúng ta. Thì đó là cái cách làm chắc chắn nhất để bảo vệ cái bức ảnh của bạn. Ok ha. Sao? Việc tiếp theo là mặc dù chúng ta đã up lên như thế rồi mà vẫn có một số người ngoan cố sử dụng cái bức hình của chúng ta thì như thế nào? Thì cách thứ hai chắc chắn hơn siêu nữa là chúng ta sẽ thêm chữ ký vào. Thì có rất nhiều cách để thêm chữ ký, ví dụ như ở đây mình sử dụng một số stop khác như này đi. Cái này mình cũng mới chụp vào sáng ngày hôm nay, ngày 28. Và mình sẽ sử dụng chữ ký. Ở đây mình sẽ không có logo thì mình sẽ sử dụng chữ ký. Các bạn có thể chèn logo. Ok, mình sẽ lấy cái này ha. Mình sẽ sử dụng nền trắng và cái ký tự của chúng ta màu đen. Ví dụ như logo các bạn cũng hãy chuyển nó về đơn sắc và để màu đen ha. Ok, từ đây chúng ta đã có thể click đâu rồi. Ok, đây mình cũng có thể kéo thẻ. Cách thứ nhất là kéo thẻ. Ok, mình để này chẳng hạn thế. Cách thứ hai nữa là chúng ta sử dụng nó như một cái brush. Thì ở đây mình sẽ để sử dụng nền trắng ha. Các bạn vào NR. Các bạn vào Edit ha và chọn Define Brush Preset. Và mình sẽ để là size chữ ký, có thể là logo chẳng hạn thế. Ok. Sau khi xong chúng ta sẽ, nó có ở đây, nó ở phần cuối đây. Đó rồi, các bạn có thể phóng to, thu nhỏ, mình tạo một cái layer mới bằng cách là bấm Ctrl Shift N. Ok ha. Rồi, ở đây mình sẽ đổi brush thành màu đen chẳng hạn thế, hoặc cũng có thể sử dụng cái màu có sẵn, ví dụ như màu này chẳng hạn. Ok, chẳng hạn thế. Thì cái bước này thì chúng ta, cái lưu ý khi chúng ta chọn thêm cái logo vào thì chúng ta nên chọn thêm vào những cái vùng mà họ có ít khả năng nhất, để khi họ lấy được rồi họ có cố sử dụng clone stamp để tải đi cũng khó mà lành lặn được. Ví dụ như ở đây vùng này mình cảm thấy nó hơi trống, mình sẽ không bỏ vào đây chẳng hạn như thế, mà mình tìm một cái vùng nào đó có nhiều chi tiết mà họ khó khôi phục, chẳng hạn như khu vực phía góc bên này đi, click đây, rồi đại khái như thế. Thì ở khu vực này họ sẽ khó xử lý hơn. Thì đó là một cái tip nho nhỏ. Ok ha. Và cái mà mình muốn nhắc nhở các bạn rằng là một khi đã up cái hình share cái bức hình của bạn full size lên Facebook thì chúng ta nên có trách nhiệm với nó. Ví dụ như bạn không muốn sử dụng nó
chụp đi thương mại mà chỉ muốn share thì cứ up lên full size. Và thậm chí là khi có người sử dụng bức hình đó để đi thương mại đi nữa thì mình xin lỗi các bạn, nếu mà chưa có đăng ký ở cục sở hữu trí tuệ thì bạn chẳng có ai bảo vệ bạn cả. Bởi vậy nên chúng ta hãy bảo vệ bản thân mình trước ha. Chỉ theo lời khuyên của mình, chỉ để up 1024x768x72dpi và share thế thôi. Và cái tutorial ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn và có thể like và subscribe để ủng hộ cho mình ha. Xin cảm ơn.